Chào mừng tất cả quý khách hàng. Vậy là tháng 11 của năm 2023 đã đến rồi. Bên cạnh chị, dòng xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi Toyota Fortuner ở thế hệ mới nhất 2023 đang có một đợt giảm giá hỗ trợ đến 50% thuế trước bạ dành cho những chiếc máy dầu của chính phủ. Nhưng chưa hết đâu ạ. Tại phía đại lý còn tặng thêm bằng tiền mặt này, tặng bảo hiểm, phụ kiện. Vậy chi tiết trong tháng 11 là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối Fortuner có đến 7 tùy chọn. Trong đó có 2 phiên bản máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và 5 phiên bản máy dầu lắp ráp tại thị trường Việt Nam từ những chiếc số sàn hay những chiếc một cầu, hai cầu hay những bản Legendre. Nào, mức giá niêm yết chỉ từ 1.026.000.000 đồng cho đến phiên bản cao cấp nhất là 1.470.000.000 đồng. Còn những cái người nhập khẩu nguyên chiếc, đó chính là những chiếc Fortuner máy xăng 2.7 thì sẽ từ 1.229.000.000 đến 1.319.000.000 đồng. Văn Hội sẽ sâu chi tiết về phần bảng giá lên trên màn hình. Vậy khuyến mại ở đây là gì ạ? Trong tháng 11 này, hiển nhiên rồi, chúng ta mua Fortuner, chúng ta sẽ được hỗ trợ ngay 50% thuế trước bạ cho những chiếc máy dầu lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Những chiếc máy xăng thì sao? Chúng tôi cũng đang sẵn hàng đủ màu giao ngay. Và nếu mà muốn giảm lên đến hơn 100 triệu nhá, thì chúng tôi đang còn một vài cái model máy xăng nhưng số VIN của 2022 giảm giá lên đến hơn 100 triệu anh chị ạ. Con số cực kỳ là hấp dẫn luôn. Hiếm lắm, vì ở dịp cuối năm này thì chúng ta mới có một vài model để chúng ta có cơ hội để mua được. Nào, tiếp đến là gì ạ? Những chiếc máy dầu của chúng tôi còn được trừ thêm bằng tiền mặt, tặng những gói bảo hiểm và những gói phụ kiện tùy chọn, tổng khuyến mại lên đến 4-60 triệu đồng tùy từng model nhé. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và gì nữa, chúng tôi còn hỗ trợ trả góp cho từng vùng miền, hỗ trợ đến 85% giá trị xe. Một chiếc Fortuner anh chị chuẩn bị cho em đúng 350 triệu, không hơn đâu ạ, là mang ngay chiếc xe ở thế hệ mới về nhà anh chị rồi. Rất tuyệt vời. Chi tiết là như thế nào, chi tiết cả những model mới, model cũ, anh chị hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ đi review đánh giá nhanh một chiếc Fortuner ở thế hệ mới. Sau đó chúng ta sẽ đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Chào mừng tất cả quý khách hàng. Và bên cạnh anh chị đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu hộp số tự động thế hệ mới nhất hiện nay. Và đây đó chính là phiên bản facelift nâng cấp thêm rất nhiều tính năng cao cấp như hệ thống điều hòa hai vùng độc lập này và nhiều công nghệ hiện đại khác. Thiết kế thì cực kỳ là nổi bật rồi. Và đặc biệt nhất là anh chị cũng biết là Fortuner máy dầu thì đang được hỗ trợ đến 50% thuế trước bạ. Nhưng chưa hết đâu ạ, đại lý còn trừ thêm bằng tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện. Nhưng trong clip này thì chúng ta đi review ngắm nhanh, ngắm rất nhanh chiếc Fortuner 2.4. Với giá niêm yết chỉ từ 1.118.000.000 đồng thì Fortuner máy dầu sẽ sở hữu những cái công nghệ gì? Từ khối động cơ 2.4 máy dầu này, kết hợp hộp số tự động lên đến 6 cấp này, hay là khung gầm body on frame cực kỳ là mạnh mẽ, êm ái và khỏe khoắn. Nào, anh máy quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhanh, tìm hiểu rất nhanh thôi. Đầu tiên là xe trang bị, đó chính là gì ạ? Cụm đèn bi LED cho cả chóa pha và chóa cốt, kết hợp hệ thống đèn đờ mi này. Chúng ta có gì ở đây nữa nào? Dần xuống dưới, chúng ta có cảm biến, hai cảm biến góc trước. Xuống nữa thì chúng ta có hệ thống đèn xin nhan rồi, cũng như là đèn đờ mi lăng téc nữa này. Logo Toyota to bản, mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Mặt nắp capo những cái đường gân dập nổi thể thao khí động học. Tiếp tục đây, đây là những cái thông số nhanh thôi. Chúng ta quay review rất nhanh hôm nay thôi. Fortuner 2.4 máy dầu, số tự động dẫn động cầu sau, hộp số tự động. Xe có khoảng sáng gầm lên tận 279mm, trong khi đó là cái công suất tối đa lên 147 mã lực mà tại 3.400 vòng phút đã đạt rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Những cái thông số nổi bật như thế. Đây, chúng ta sẽ ngắm nhanh nào. Đây là tổng quan phần phía thân xe. Thân xe ở đây chúng ta có la răng đi ạ. La răng của xe là trang bị lên đến 17 inch, dạng phay đúc, cái lốp béo như thế này. Sẽ giúp cho xe là di chuyển rất là êm ái, đặc biệt nhất là bám đường. Cái thông số lốp đây rồi, chúng ta có cái thông số lốp là 265/65R17. Rất tuyệt vời luôn. Bốn bánh trang bị là phanh đĩa nhá.
Tay nắm cửa được mạ chrome này. Gương điện, đèn xi nhan LED trên gương, chắc chắn là cụp gương điện rồi. Ở trên chúng ta có nẹp dọc nóc xe. Ở dưới, ở thế hệ này đã sơn mạ bạc ở phần bệ chân lên này. Đóng cái cửa chắc nịch luôn, đóng cửa rất chắc. Ghế điện, xe trang bị là ghế chỉnh điện này, rất tuyệt vời luôn. Tiếp tục nào. Ở phía sau đây, tiết kiệm nhiên liệu dầu, đi đường trường chỉ có 6,5 lít thôi. 7 chỗ nhá, gầm cao 7 chỗ ngồi. Chúng ta có những cái đèn phản quang này, rất sang luôn. Chốt khóa trẻ em này. Ở sau nhá, chúng ta di chuyển nhanh sang sau. Chúng ta ở đây có gì nào? Cốp, cốp to bản, rộng. Anh chị nhìn thấy không ạ? Rộng rãi, to bản. Bên trong này 7 chỗ ngồi. Và ghế đặc biệt nhất, ghế Fortuner treo, để chúng ta để những đồ cao này. Chúng ta để những đồ cao rất thoải mái nhá. Để những đồ cao rất dễ chịu và thoải mái luôn. Lốp sơ cua thì ở đâu ạ? Lốp sơ cua thì lại để ở dưới này. Đó. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Cốp rộng, đèn trần đây, rất rộng rãi luôn. Chúng ta có gì nữa nào? Cam lùi phía sau, ốp mạ chrome. Đèn hậu phía sau cũng LED luôn, đèn phanh trên cao, anten với cá mập. Rất to bản. Đây máy quay quay góc này thấy chữ trường xe. Đây là tổng quan này. Đó. Nhìn cực kỳ là nổi bật. Sang trọng. Toyota Fortuner 2.4 máy dầu. Còn quay nhanh ở bên trong. Đó, nhưng máy quay đi một vòng ra đây. Quay đầu xe chúng ta vào nhanh phần nội thất 2-3 phút thôi. Được ngắm rất nhanh những cái chi tiết. Đây là tổng quan này. Tổng quan đúng không ạ? Chúng ta bước nhanh vào bên trong phần nội thất nhá. Xin mời anh chị. Chìa khóa của xe này rất sang trọng nổi bật nhá. Khóa cửa, mở cửa hay là tìm xe này. Gương điện chống chói này. Bật chìa khóa thông minh. Start top, gương điện chống chói. Màn hình của Toyota. Điều hòa tự động như hai vùng độc lập. Đây van hội thích 20 độ này. Bên này 234 độ này, 26 độ này. Bên này 22, 23 độ này. Khác nhau nhá. Tất nhiên chúng ta sẽ có cả chế độ chọn tiếng Việt ở đây này. Ok. Điều hòa thì hai vùng độc lập đúng không ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp tục nào. Màn hình này sẽ có kết nối CarPlay Android Auto luôn anh chị nhá. Cảm giác ở đây này. Đồng hồ, cái phần đồng hồ này Văn Hội rất thích. Con bảng đồng hồ trung tâm ở bên trong này. Bảng hồ trung tâm bên trong đây. Quay nhất nhanh thôi. Quay review, quay review rất nhanh. Hôm nay là quay cực nhanh. Lấy chuyển số thể thao này. Hệ thống điều khiển Cruise Control này. Điều khiển thoại rảnh tay này. Hay giọng nói này. Tappy cửa. Bên người lái thì chúng ta có đến là 4 kính auto một chạm. Chỉnh gương này. Công tắc của hệ thống cảm biến lùi này. Nắp dầu này, nắp cabo này. Xe trang bị lên đến 7 túi khí, 6 loa. Đây, tổng quan đây. Ghế nhá, cả ghế lái chỉnh điện. Thì ghế phụ cũng sẽ chỉnh điện luôn anh chị nhá. Ghế lái chỉnh điện rồi, ghế phụ cũng sẽ chỉnh điện. Vô lăng thì khâu bọc da, nhưng lại có những phần ốp vân gỗ như thế này. Chìa khóa thì thông minh rồi. Đèn thì tự động này, anh chị nhìn đèn bi LED kìa. Bi LED tự động. Rất tuyệt vời luôn, hộp số tự động lên 6 cấp. Có cảm biến lùi. Đầy đủ luôn. Giải số S, thể thao, sport. Rất sang trọng. Các chế độ lái như Eco này, Power này, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo này, học để đồ này, hay chúng ta có ngăn lạnh ở trên này. Ngăn lạnh lên trên để đồ này. Đó. Ứng dụng ở trong cái màn hình này còn có cả kết nối này, điều khiển giọng nói này. Đó, những cái cài đặt phụ trợ khác. Lấy chuyển số, những hộp để đồ đây, để điện thoại đây. Rộng rãi, thoải mái trên Fortuner 2.4 máy dầu, số tự động mới nhất hiện nay. Giá thì đang hỗ trợ 50% thuế. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tổng kết. Vừa rồi đó chính là review chia sẻ cực kỳ là chi tiết chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu thế hệ nâng cấp mới nhất hiện nay. Hiện nay thì đang có cái chương trình hỗ trợ 50% thuế trước bạ, giao xe online, giao tận nhà, cũng như là trừ thêm bằng tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện lên đến vài chục triệu nữa. Gần như là cái giá niêm yết này
Nếu ở tỉnh thì gần bằng cái giá lăn bánh rồi đấy ạ. Giá cực tốt. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền. Đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ chia sẻ, báo giá và giao chiếc xe tận nhà anh chị. Và đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá nào. Kính chúc quý chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.